đi tiếp đường thanh niên 1 km nữa. Hai trăm mét nữa, rẽ trái vào Nghi Tàm. Rẽ trái vào Nghi Tàm. Đi tiếp phố Liên Phủ 1 km nữa. Rẽ phải vào phố Yên Hoa. 600 mét nữa, tại vòng xuyến, đi theo lối ra thứ ba vào phố Tử Hoa.
buổi tối là không hẳn đúng là dưới một tuổi lập đọc đang trả hết là biết tha biết hai trăm mét nữa rẽ trái vào đường Xuân Diệu. Rẽ trái vào đường Xuân Diệu. Sáu trăm mét nữa, rẽ trái sau Spicy và bay ở bên trái vào phố Đặng Thái Mai. Rồi, mẹ tí nữa nè. Rẽ trái sau Spicy phở bay ở bên trái vào phố Đặng Thái Mai. Trăm mét nữa, chết sang phải vào ngõ 12 đường Đặng Thái Mai.
check sang phải vào ngõ 12 đường Đặng Thái Mai, sau đó điểm đến của bạn sẽ nằm ở bên phải. Điểm đến của bạn nằm ở bên phải.